chỗ khoảng mình thì nó hợp lý. Quay lại. Không, mình sẽ đi ra ngoài, mình trên luôn, mình không phải quay lại. Đi ra ngoài nữa. Đấy. Chúng ta sẽ bơi xuyên qua cái động này. Nếu mà thuyền mà họ đến thì chúng ta sẽ phải nép vào tường, nhường cho thuyền đi. Ui, thuyền nép vào tường nát rồi. Cũng chả nát được đâu. Đấy. Muốn mà bơi xuyên cái động này chỉ có cách là bơi vào ngày thường, sáng sớm. Bây giờ chúng ta đã ra khỏi động. Bơi thời điểm này là bơi thời điểm đẹp nhất. Mình lại quay trở về á. Hy vọng là không mưa, quay đội mũ vào. Hy vọng là cho em mượn lấy cái gel. Đấy. Có cái cây ở giữa dòng suối rất là đẹp. Đây mẹ. Quay qua xuống ấy. Hơn. Đi một tí thì đã xuyên qua rồi. Cách là chúng ta sẽ mặc quần áo bơi trước, sau đó là lên thuyền. Lên thuyền đi một đoạn này chúng ta sẽ nhảy xuống thuyền để cho một người trên thuyền trông đồ, chứ chúng ta không nên là bơi phủi, không an toàn lắm. Đấy. Đấy. Mặc quần áo bơi sẵn sàng. Rất là chặt chẽ. Đâu, bảo vệ đâu. Ông cũng là chèo thuyền. Cây có súng kìa. Cây có súng kìa. À, tức là bác ghi số đỏ gì ạ? Trước mặt chúng ta là có một cái tảng đá. Ai mà đứng lên đây là sẽ sống lâu 100 tuổi. Đây là cái hoa đấy là ở dưới đây nhỉ? Bạch niên. Đấy, các bạn nhìn là tảng đá bạch niên nhá. Cây nó nhô ra dòng sông rất là hay. Mùa này thì nó hơi sơ xác ngô lá, nhưng mùa xuân đến thì lá nó sẽ rất là đẹp, mọc. Phía trước chúng ta là hoa súng. Các bạn thấy lúc mà chúng ta đi trên suối Yến thì hoa súng không mọc. Bây giờ lúc này là 2 giờ chiều mà vẫn có hoa súng. Cảnh đẹp ở đây đẹp hơn suối Yến Chùa Hương rất là nhiều. Bác ơi dừng lại. Không biết là đoàn thuyền kia họ đi đâu mà họ lại rẽ sang phía bên kia nhỉ? Đây. Ở đây còn những hang nào chị cứ cho em đi nốt đi. Ông em chỉ có 9 hang là hết hả chị? Mình đã đi qua được hang số 2 rồi đúng không chị? Vâng, 2 hang rồi. Giờ mình vào cái hang rượu. Vâng. Mình có lên cái đèn trần trèo cao đấy thì mình lên, không lên đâu. Mẹ mẹ. Em bảo nhá là hôm nào em sẽ là như thế này. Là em vẫn thuê thuyền của chị, nhưng mà đến cái chỗ đoạn nào mà nước nó sạch mà nó vắng thì bọn em xuống em bơi một tí. Rồi bơi theo thuyền đâu không chị? Đây. Ok. Bảo là mấy ông này ông tự nhiên ông ngã xuống nước. Đây, ồ, nước trong chưa? Sang Mỹ, sang Úc hay là sang châu Âu chỉ đến thế này là cùng gì nữa. Khóc thét luôn. Hàn Quốc mà sang đây ngất lên gà tây. Đấy, đẹp chưa? Việt Nam đẹp này. Đàn lê lê. Chắc là mùa kỳ bạn tình đúng không? Ngồi xuống. Đi vào hang là phải phải ngồi xuôi nhé, không ngồi ngược đâu. Đây là con le le đực và le le cá. Hôm nào nhà mình có một cái hồ rộng như này mình thấy nuôi con le le nhá. Rồi, sẽ có hồ rộng ở Khuê. Nhưng mà le le không nuôi được rồi. Thì bố thoải mái vào bơi ở gì đấy. Em không có vịt lắm. Thì đặt nuôi làm nuôi biết rồi đâu. Nhưng từ bây giờ nó vẫn nở nhỉ? Chỗ này giống rồi. Vâng. Cái thân cây súng này ăn được đấy bác ạ. Vâng. Bác có bao giờ ăn không? Có bác có bao giờ ăn không? Ở nhà thì lấy ăn được cái cành từ đây thì không dám ăn được. Ôi, lộc bà người ta phạt chết nhỉ? Cái củ nó được ăn cũng bở mà. Vâng, thì đấy thì em mới bảo bác là củ sen ấy nó cũng ngon như thế nhưng mà bác ủ chuyển ra đây cho em cái này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Đầm này, riêng cái đầm này là phải đi ngay. Đấy con gì cũng không nên để lâu. Ôi vắng rồi, không có ai gì. Vắng này. Đấy mẹ cây hoa súng kia ấy. Đấy không con. Tuyệt diệu. Mẹ. Mày đến gần nó để cho em xem nó. Nhờ bác ấy ụp vào tí cho con nó nhìn. Đây là thiên đường dưới hạ giới. Ôi, cái hoa giống mình gãy kìa. Đấy. Đấy, thấy chưa? Thấy cái hoa này chưa? Lê lê nữa. Ở trên núi này có một đàn hổ. Đấy, chúng ta bơi thì bơi thôi, đừng tạt vào đây leo lên núi. Đấy. Làm gì có hổ ở đây à? Đi. Để cho bác vào đậu. Mà mẹ lại hang sợ rồi. Mẹ hang sợ. Con ngồi cạnh bố rồi không phải sợ cái gì hết. Nhưng mà ngang này làm gì bà có đèn? Anh bẻm đằng sau con, không có gì phải sợ hết, có bố. Người thì đeo phao mà còn sợ. Tên hâm. Bố mày chắc là không có con gì sống không? Có chứ. Có hổ đấy, những người bảo như có hổ, có rắn. Hổ bây giờ đang kiếm không? Bố có anh rồi, không phải sợ. Chúng ta lại vào cái động này, trời ơi, đất đẹp quá trời luôn. Hổ ở hang bé nhỏ, ở phía trong này cơ. Cúi đầu xuống nhé con. Có nghĩa là họ quét hang thêm đúng không ạ? À hay quá. Ví dụ như ngày thường thì thuyền có đông không hả chị? Ngày thường thuyền có đông không ạ? Ví dụ thứ hai cho đến thứ sáu thì chắc là vắng hơn này nhiều đúng không ạ? Còn trăm thuyền là cả ngày đúng không ạ? Nào đã xem bộ phim Phantom Opera thì đây nó hơi giống cái hầm con sông ở Venice ở cái nhà hát đấy. Hay là một số bộ phim James Bond. Dạ thường thấy là James Bond hay đi vào trong một cái hang động có nước bơi lội bắn súng bom bom. Đấy. Quá đẹp luôn. Nước ở đây khá lạnh, nên là cần phải sắm wetsuit và cũng cần có một trái tim hết sức dũng cảm để đối phó với những cái tình huống đặc biệt.